Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng người về Yên Bái đón Tết bắt đầu tăng. Thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người dân trở về Yên Bái đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai hướng dẫn người dân khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thường xuyên theo dõi thông tin về tình hình dịch bệnh và các yêu cầu đối với người ngoài tỉnh trở về quê trong dịp Tết này. Chị Phạm Thị Thu Hằng ở tổ 6 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Lào Cai, rất vui mừng sau khi biết tỉnh Yên Bái điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch đối với người về đón Tết. Tôi gia đình ở Lào Cai thì có về bà Yên Bái ăn Tết. Thì tôi có đến theo thông báo của phường và xã đấy, thì tôi có ra trạm y tế phường Đồng Tâm để khai báo là đảm bảo cho bản thân mình, sức khỏe cho bản thân mình và đảm bảo cho mọi người xung quanh để đón một cái Tết vui vẻ, lành mạnh. Để tạo điều kiện cho người dân yên tâm về quê đón Tết, tỉnh Yên Bái đã có những điều chỉnh bổ sung theo hướng linh hoạt, không yêu cầu người dân phải xuất trình phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giảm thời gian cách ly, đồng thời chỉ đạo các trạm y tế tuyến xã phải đảm bảo trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin khai báo y tế, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba cho tất cả người dân ngoài tỉnh về quê. Từ ngày 24 tháng 1 đến nay, trạm y tế phường Đồng Tâm đã hướng dẫn khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trên 400 công dân về quê đón Tết. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của cơ quan y tế, trong ngành y tế thì cán bộ chúng tôi là cũng thực hiện trực 24/24 để phục vụ trong công tác là chuyên môn để lấy mẫu và khai báo y tế của bà con về đón Tết để phục vụ cho nhân dân về đón Tết được an toàn. Qua nắm bắt văn bản của tỉnh, anh Trịnh Tuấn Anh ở tổ 4 phường Yên Thịnh đang sinh sống và làm việc tại Hưng Yên rất vui mừng và nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch của địa phương. Tôi cũng vừa đi làm ở tỉnh Hưng Yên về đến thành phố Yên Bái và tôi đã lên thẳng trung y tế của thành phố để khai báo y tế và để lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo cho gia đình và cộng đồng có một cái Tết đảm bảo an toàn. Đến nay, trạm y tế phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã hướng dẫn cho trên 200 công dân trở về địa phương ăn Tết đến khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trạm y tế phường đã phân công lịch trực để hỗ trợ người dân trong dịp nghỉ Tết. Trong dịp Tết này, thì chúng tôi cũng cử nhau phân công nhau, thay nhau trực 24/24 để đảm bảo cho người dân đến về quê ăn Tết, được đến khai báo y tế và làm mẫu xét nghiệm để tầm soát. Đối với mỗi người con xa quê, Tết cổ truyền là dịp rất quan trọng, ý nghĩa để đoàn tụ gia đình và cũng là khoảng thời gian quý giá để những người đi học tập, làm việc, sinh sống xa quê được trở về, được sống trong không khí ấm áp, tình yêu thương của gia đình. Chính vì vậy, bên cạnh các giải pháp tích cực linh hoạt trong phòng chống dịch của tỉnh Yên Bái, thì ý thức tự giác phòng chống dịch, tuân thủ 5K của mỗi người dân sẽ là lá chắn an toàn đảm bảo cho một mùa Tết đầm ấm và an vui.